Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Sau những cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn tự chọn cho tháng 9. Bạn nào mà chưa nắm rõ thì mình đã có cái từng ngày một cho tháng 9 năm 2021, tháng 9 âm lịch để các bạn có thể chọn những việc làm nhà, nhà cưới xin hoặc là nhiều việc khác, mở cửa hàng kinh doanh hoặc là giao dịch hoặc là mở khai trương công ty. Sau các cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chọn ngày tháng 9 hàng năm thì đây là một các cái ngày tốt của tháng 9 âm lịch năm 2021. Các bạn đã theo dõi các cái ngày trong tháng 9 có những ngày nào các bạn ý các video đây. Thứ nhất là ngày mùng 1 tháng 9 là ngày Đinh Hợi, là ngày hoàng đạo. Sau khi các cái hướng dẫn các video các bạn thì mình chọn cho các bạn là ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch là ngày Đinh Hợi các bạn nhé, năm 2021. Các cái giờ hoàng đạo thì trong đấy cũng có giờ sát chủ thì mình đã lọc bỏ cho các bạn rồi. Đây là những cái giờ mà tốt nhất cho các bạn là cái giờ hoàng đạo thì có giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ đêm, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Đó những cái giờ hoàng đạo mình đã chọn cho các bạn là cả can cả chi và hoàn toàn tránh bỏ giờ xấu là giờ sát chủ và giờ thụ tử cho các bạn rồi. Bây giờ là những cái giờ hoàng đạo còn lại cho các bạn. Tiếp theo là cái dưới là cái giờ phúc tinh. Giờ phúc tinh trong cái ngày hôm ngày đinh ngày ngày Đinh Hợi thì có giờ Dậu là ngày từ 17 giờ đến 19 giờ. Ngày giờ phúc tinh các bạn rất tốt và giờ Nhật Nộc từ 11 giờ đến 13 giờ chiều. Giờ phúc tinh là giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ các bạn nhé. Và giờ Nhật Nộc là giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ chiều. Giờ phúc tinh tức là được nhiều cái may mắn, làm được nhiều thứ các bạn nhé. Có thể bạn bạn làm những việc như ngoài cái giờ hoàng đạo ra mà các bạn cưới xin chẳng hạn này, thì giờ phúc tinh được nhiều phúc này, hoặc là bác làm nhà được nhiều phúc này, hoặc bạn làm về chuyện tâm linh chẳng hạn như bốc bố bốc mả hoặc xây mồ xây mả hoặc làm bất kỳ những việc tâm linh đều tốt nhé. Còn giờ Nhật Lộc thì người ta chuyên về là làm khai trương hoặc giờ đấy thì rất là được lộc nhiều. Ngoài cái hoàng đạo ra thì cái can của cái ngày ngày hoàng đạo là ngày Đinh Hợi thì cái giờ giờ Nhật Lộc là giờ Ngọ các bạn nhé. Đẹp nhất trong cái ngày ngày hoàng là ngày Đinh Hợi là giờ giờ Ngọ là 11 giờ đến 13 giờ trưa là giờ là cái giờ chiều là cái giờ giờ Nhật Lộc lộc nhất trong ngày các bạn nhé. Còn hướng hỷ thần là chính nam. Hỷ thần là chính nam này các bạn có thể là theo cái truyền thống các bạn này có xuất hành ở phía hướng chính nam chẳng hạn này, hoặc các bạn ngồi đối tác với mọi người các bạn quay về hướng nam chẳng hạn này, hoặc các bạn làm lễ quay về hướng nam chẳng hạn này, đấy là hoặc là động thổ phía chính nam này thì rất tốt. Và tài thần chính tây các bạn nhé thì có thể là động thổ phía chính tây hoặc là ta làm lễ quay về chính tây hoặc ta xuất ngoại về hướng chính tây được tài thần các bạn nhé. Còn không vong, giờ không vong là giờ tị, giờ mùi là cái giờ xấu thì các bạn không nên làm những cái giờ đấy, kể cả nó có hoàng đạo thì các bạn cũng phải tránh cho mình. Thì mình đã lọc cho các bạn rồi nhé, giờ tị và giờ mùi các bạn nhé. Thì cái giờ không vong là vậy, thì trong các cái giờ trên thì cũng có cứ giờ mùi các bạn nhé, có cái giờ mùi là 11 giờ 3 giờ, thế là mình chọn giờ đạo, nhưng mà cái này là cái giờ phong vong thì nó là giờ giờ tị và giờ mùi các bạn bỏ được nhé. Các bạn chọn cái giờ giờ Sửu cho mình này, giờ Thìn cho mình này, đấy, giờ Ngọ được này và giờ Tuất này thì là cái giờ đẹp này. Giờ không mong là giờ mùi nhé, ta nên tránh. Đây là trong cái ngày ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch tức là ngày Đinh Hợi của năm 2021 thì mình chọn cho các bạn toàn bộ những cái. Còn trong tháng 9 thì những người mệnh người làm nhà rất tốt thì các bạn này, mình đã chọn cho các bạn này những người mệnh kim là một, người mệnh mộc là hai này, mệnh thủy và mệnh thổ mà làm tháng 9 âm lịch động thổ làm nhà rất tốt các bạn nhé. Những người mà làm nhà mà mệnh kim này, thí dụ như năm 1971 chẳng hạn là mệnh kim này, hoặc mệnh mộc này 1973 chẳng hạn này, hoặc là những cứ các bạn xem cái ngũ hành ấy nhé các bạn nhé, hoặc 82 là mệnh thủy chẳng hạn này. Những người nào cứ mệnh kim, mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh thổ mà làm nhà tháng 9 âm lịch thì rất tốt các bạn nhé. Nhưng như các bạn để ý cho mình còn xem có bị phạm kim nâu không đã nhé. Ở đây là mình chỉ chọn cho các bạn cái mệnh để tháng 9 các bạn động thổ khai trương thôi, các bạn động thổ làm nhà thôi. Các bạn đã để ý cái video của mình hướng dẫn trước là chọn tháng 9 cho các năm. Còn đây là tháng 9 riêng của năm 2021. Đây là ngày mùng 1 âm lịch ngày Đinh Hợi các bạn nhé. Xin chào các bạn theo dõi các video tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại video sau. Xin chào.